làm thịt mấy gà á. Ờ, hết gà, chuồng gà. Trong này nó đẻ trứng nhiều lắm á. Dạ. Là muốn ăn ra mà. Chỗ này tụi con mới biết luôn á. Thank you.
đâu, để cứ mở đi. Mở đậm vô. Mở lại đi. Để đậm đi. Chỗ này có một bà họ
nó bự quá. Mà nguyên một cái family chứ không phải là một thằng hay hai thằng kìa, đông lắm. Bây giờ tụi nó đâu rồi? Mình ồn ào quá cho nên nó đi chỗ khác. Mày phiền tao rồi, đi kiếm chỗ khác để tao ngồi thiền đúng không? Nó cũng cần thiền á. Chắc tụi nó cũng tu tập đó, tụi không? Đâu, để làm người trở lại. Chịu không nổi cái cọng.